Tiền gì mà tiền? Suốt ngày tiền. Dù gì tao chỉ là ba rượu của mày thôi. Việc gì phải để tao lo? Cầm lấy tiền mà đi mua đi. Lắm chuyện. Việc của mày là lo việc nhà, rồi lo học hành cho tốt. Toàn lo việc không đầu. Đi mua nhanh lên, rồi về nhà học bài nấu cơm, rõ chưa? Con nhớ rồi ba. Này Phương, cầm lấy thêm ít tiền, mua kẹo mà ăn. Con nhớ rồi ba, con không muốn ăn kẹo nữa. Bảo cho thì cứ cầm lấy, thích mua gì thì mua. Mama. Của con hết đang nhìn. Một đôi găng tay này 10.000. Của con đây. Con gửi chú tiền. Ừ. Để không mất thời gian của hai bên, tôi sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề nhé. Lúc trước tôi bỏ con gái từ lúc vào lòng là tôi sai. Bây giờ tôi có tất cả rồi. Mặc dù anh là cha dượng, nhưng tôi tin anh rất là thương con bé. Anh hãy trả lại con cho tôi sẽ cho anh 2 tỷ, coi như bù đắp thời gian anh nuôi con bé. Tôi sẽ không giao con bé cho cô đâu. Tôi và con bé đang sống rất tốt. Rất tốt là do anh nghĩ thôi. Anh xem lại bản thân anh đi. Anh chỉ là cha dượng mà thôi. Anh có cho được nó những thứ nó cần không? Bác xin lỗi, con ở bên mẹ sẽ tốt hơn. Đang giờ làm, con ngồi ở đây làm gì? Anh ạ. Em băng bó tay vào một chút, rồi làm luôn anh ạ. Nhanh lên nhá, tập trung mà làm à. Dạ vâng ạ. Thôi em nghỉ trưa đi. Vâng ạ. Ba ơi, ba uống nước đi. Trời thì nắng thôi, không ở nhà học hành, đi ra để làm cái gì? Trời nắng, con sợ ba không có nước uống, con nên nước cho ba. Mày lại trộm tiền đâu ra để mua những thứ này? Mày cút về với mẹ của mày đi. Hai mẹ con số tính y như nhau. Con, mày làm tiền mất là ba cho con. Con đẹp tinh lại, xin ba đừng gửi con đi. Con ra hết này rồi, ba yên tâm. Con có mua cho ba lẻ này. Ba lẻ này, con có mua cho ba một đôi chân này. Con cần đi làm mẹ, tay ba để phụ trách. Con thương ba lắm. Mẹ bỏ con đi từ lúc con còn nhỏ. Con biết ba vất vả. Con làm ba, con làm mẹ của con.
Con biết ba cố gắng nhiều. Xin ba đừng cùng nhau mà đuổi con đi. Con muốn ngồi xe để kiếm tiền. Ba xin em ngồi không? Con gái ngốc, bà chắc chắn sẽ mãi ở bên và chăm sóc cho con. Tuy ba chỉ là ba dượng của con, nhưng đối với ba, con như tính mạng của ba vậy. Chúng ba trên đời này có con là điều hạnh phúc lắm. Dù có vất vả thế nào, ba cũng chịu được. Nhưng nếu con về với mẹ con, thì con sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Bây giờ tôi có tất cả rồi. Mặc dù anh là cha dượng, nhưng tôi tin anh rất là thương con bé. Anh hãy trả lại con cho tôi sẽ cho anh 2 tỷ, coi như bù đắp thời gian anh nuôi con bé. Tôi sẽ không giao con bé cho cô đâu. Tôi và con bé đang sống rất tốt. Rất tốt, rất tốt là do anh nghĩ thôi. Anh xem lại bản thân anh đi, anh chỉ là cha dượng mà thôi. Anh có cho được nó những thứ nó cần không? Tôi không quan tâm, ba là ba dượng. Chỉ cần con yêu thôi con. Ba mãi mãi là ba của con. Ba ơi, con chỉ muốn lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của ba thôi. Lần sau con phải nghe lời ba, không được làm những việc như thế này nữa. Việc của con là đi học, mọi việc khác cứ để ba lo. Ba yên tâm, con sẽ cố gắng học thật giỏi để nuôi ba. Con nhớ đấy nhá, bây giờ ba chăm sóc cho con, sau này ba già yếu con phải chăm sóc cho ba nhé. Thôi, hai ba con mình về ăn trưa nào. Đi, lên ba con nào. Yeah. Hạnh phúc của con là được làm con gái của ba.